Chào tất cả các bạn nhé. Hôm nay là chiều hôm nay nhân tiện là sang bên đây có tí việc, sang rẽ qua thăm cái trang trại của thằng cháu. Cháu còn bà chị gái mình, chị gái thứ hai mình. Đây là một cái trang trại, đây mình quay cho các bạn xem. Đây là cái trang trại đà điểu nuôi sinh sản. Và tính đến thời điểm này là có thể là lớn nhất Quảng Ninh. Đấy thì khoảng cháu mình nuôi gần 100 con này. Con đà điểu sinh sản. Đấy, quay nhảy hẳn vào quay cho các bạn xem. Úi. Rộng mãi ngoài kia các bạn. Bà chỉ sợ nó mổ. Gọi là nó có mổ. Hiền à? Hiền người ta ăn cỡi được không nhỉ? Đấy, các bạn trông to không? Ui. Đấy. Toàn chim khổng lồ đấy. Hàng trăm con chim khổng lồ. Rất là to. Quay cận cảnh các bạn. Đấy, con này to nhỉ? Con này khả năng ra là con trống này. To này. Dạ. Hôm nay rất đông, gần tạ rồi. Em bảo con to là tạ rồi, có con hơn tạ tí. Con bé khoảng 70-80 cân. Đấy, mình đi một vòng quay các cái trang trại đà điểu này cho các bạn xem. Đấy, và sau này có ai có nhu cầu mua con giống thì liên hệ với cháu mình nhá. Thú thực là với các bạn là cháu mình nó làm trang trại này mấy năm rồi, hôm nay mới sang tham quan điện thang bởi vì nhà mình cũng rất là bận. Đấy, ấy cả đàn nó lao đến. Đấy, mình đi qua lao đến. Ai mổ. Chơi phát mổ tay đau lắm. Chơi được quận này. Đây. Thì cái trang trại của cháu mình nó rất là rộng các bạn. Chăn nuôi gà vịt rất nhiều, tí mình quay cho các bạn xem. Đấy, rộng mãi tít cuối đường dưới kia. Còn bây giờ mình đi vòng sang cái chỗ cháu mình nó đang nuôi đây, bờ tường này. Đang nuôi cái gà, đang cứ hết đợt gà này lại một đợt gà khác, mấy nghìn con, 5-6 nghìn con gà. Cái trang trại của cháu mình nó làm ở khu 4, phường Xuân Sơn, thị xã Đông Triều, Quảng Ninh. Chủ trang trại là Nguyễn Minh Ngọc. Đấy, cháu mình đã sinh năm 54 các bạn. Bây giờ cũng đã làm được cương người này. Mừng cho cháu. Đây là cái số gà các cháu đang nuôi. Mấy nghìn con. 5-6 nghìn con. Rất là nhiều. Hàng trăm con đà điểu. Trước cháu mình nó mua là 100 con giống. Thì vừa loại những con bởi vì nuôi sinh sản, những con không đạt yêu cầu và dần dần là loại. Với bây giờ còn tầm khoảng 70 con. Con to cũng tầm tạ, gần tạ tí. Đây. Và chạy gà rồi. Bao nhiêu nghìn con.
Ăn xong đi nghỉ rồi. Đây trang trại này rộng mãi tít đầu kia các bạn này. Tít nhà xanh. Đúng là tổng trang trại này nó tầm khoảng trên 5 hecta các bạn. Kia mãi tít ở cây hồ mãi ngoài kia các bạn. Rồi thì mình sẽ có thể mình sẽ quay cái đầm với là cháu mình nó làm để khai thác dươi, nuôi dươi các bạn. Dươi Đông Triều các bạn biết là đặc sản là đây là hai cái hồ bé này là bé hơn này là nuôi cá rất là to các bạn, có những con bây giờ là 5-6 cân. Đấy, cháu mình nó bảo nhiều lúc cứ bảo mình sang đây câu cá, nhưng mà các bạn cũng biết là mình cũng rất là bận. Đấy, rất là bận, nhiều lúc muốn sang đây câu thư giãn làm vài con cá nhưng mà không có thời gian, nên là tiện hôm nay sang đây có tí việc quay qua cho các bạn xem, vừa tham quan trang trại của cháu mình vừa quay cho các bạn xem. Sau này ai có nhu cầu con giống đà điểu ở khu vực Đông Triều sẽ liên hệ với cháu mình, công ty trách nhiệm hữu hạn lông nghiệp Sông Cầm, chủ trang trại là Nguyễn Minh Ngọc. Cháu đây là cháu con chị gái thứ hai của mình. Đấy, thôi chào tạm biệt mọi người nhé. Thì mình sẽ hẹn các bạn ở video sau, mình sẽ quay và giới thiệu nhiều hơn về cái trang trại của cháu mình này. Chào tạm biệt các bạn. Bye bye.